Chào các bạn đã đến với thiết bị điều khiển .net. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đó là một bộ điều khiển từ xa bằng điện thoại có 7 kênh có ra. Mạch được đóng hộp Mica. Đó. 7 ngõ ra. Thì ngõ ra thứ nhất là tương ứng với phím 1, phím 2, phím 3, phím 4, phím 5, phím 6. Và ngõ thứ 7 á là sẽ được kết nối với sạc điện thoại. Nó có chức năng tự động là sẽ sạc trong vòng 2 tiếng và sẽ ngắt trong vòng 48 tiếng để cho điện thoại các bạn an toàn. Đi kèm với mạch sẽ có một cái adapter nguồn 12V 12V 1A như toàn bộ cái bộ mạch này và một dây 3.5 để kết nối mạch với điện thoại. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu. Tiếp theo sẽ có video về sơ qua cách hoạt động của mạch.